Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải này mọi. Ở làm video này thì Khải sẽ tiếp tục ép một cái nhẫn này mà. Khải sẽ ép một cái nhẫn giới chỉ, Khải ép một nhẫn giới chỉ. Nhẫn này là nhẫn kháng hỏ này mà. Khải đi ép nhẫn kháng hỏ cho em xem nha. Rồi đen, đen thiệt đen, khó giải quần ra được, hay thiệt. Dây 15 đã không nói rồi. Đây nè, dây 15 rồi, cái gia truyền 15 không nói rồi. Tiếp tục là ngập bội 25 nữa thiệt. Giờ rất rất nhiều anh em trên này bảo cứ cố gắng ra nhận 25 nữa ơi. Full set 25 luôn cho nên một server. Thiệt anh em khó giải mà anh em cũng nghĩ ra được. Thiệt anh em đúng hay luôn. Khải nghĩ nên sao hay thiệt luôn nè. Khó giải cũng ra được luôn. Chịu luôn nè. Thiệt anh em luôn. Khó giải mà anh em cũng nghĩ ra được. Thiệt đúng hay luôn. Anh em thiệt luôn. Nhiều khi nói biết nói sao mà anh em nói cái gì ra đấy. Anh em nói gì trúng cái đấy luôn. Không hiểu được. Anh em bảo ra ngập bội 25 đi. Ra đúng 25 luôn. Chịu luôn. Ok, lần sau là Khải xếp hên xui nè mà. Ok, hôm nay Khải sẽ tiếp tục ép nhẫn nha. Đây, đây mọi người ơi. Tại bây giờ Khải đã chuẩn bị xấu cái xấu cái phôi nhẫn. Ok chưa? Khó giải mọi người ra được. Rồi, tin thì chưa tin đấy, từ nha. Khải đi lấy mấy cái dòng nội lực à. Cứu còi ơi, cứu còi ơi. Lô lô lô. Bán gì mà anh 20k điểm anh lên set đăng bằng ấy em. Tống kim ơi. Lùm giùm anh 6 dòng. Ấy chết cha, của nam hay nữ anh? Nữ nữ. Rồi em xin lỗi của nam. Có một lối bán anh với em ơi, đủ set ngay. Thì trung tặng rồi. Anh Phong Ca ơi. Anh nghe rồi. Anh thấy người bọn em chưa? Thấy rồi. Má thiệt. Đếm hiểu. Không sao hiểu được. Rồi, đi mua phôi em ạ. Quá nhỏ. Anh em trên kênh bao qua cứ ủng hộ 25 cho nó full bộ min cho nó đọc server mới ghê. Bộ đấy là bộ chung rồi, bộ min 10, 20. Đúng rồi. À, bao nhiêu ca em ơi, đấu giùm anh ít đồ đi em. Ơ, thằng kia đấy, thằng 6 ca. 6 ca lấy giùm anh phù dung thạch phù dung thạch hờ hỏ 6 cục giùm anh em ơi. Lấy mà này tí nửa tiền luôn cho này. Đây, có 6 ca rồi, tụi này có 6 ca điểm thôi hả? Phù dung thạch là cái ẩn 2 đó em, ẩn 2 hờ hỏ nha. Mua giùm anh đi em ơi. Đâu là Khải đi tiếp tục. Ẩn 2 hở hỏ phù dung thạch ẩn 2 nha em. Tư nhân nam luôn. Cập nhẫn 25 nữa thì vô đói. Bàn tay vàng. Công thức của em đó anh quý sân nước. Em ra mắt bên ổng ra mét mắt ổ. Chán đời. Cười mệt với ổng. Đây em ơi. Thiệt anh em luôn, mình không hiểu sao luôn. À, tiếp tục anh em ơi. Khải lấy cái phôi này nữa. Khải đi ra cái nhận kháng hỏa. Quá nhỏ. Rồi cứ bữa nào cũng nhiều anh đưa tiền luôn lần. Này chưa được 10k đúng không? Chưa được 50 xu. Ok em ơi. Cảm ơn em nhiều nha. Ok bây giờ Khải đi ra phôi này mà. Hơi chặt chỗ nha. Ok có chỗ ấy. Ok bây giờ Khải đi rút cái dòng nội lực. 1802. Ok. 32 cười ý à. À, cố gắng ra hai nhận 30 đúng không? Ok ok. Đó, anh em phải comment 30 30, anh em còn toàn comment 20 không. Để cho nó ra 20. Để cho nó ra 25. Nội lực dùng một đại. Một đại một tiểu như này. Ủa? Chỗ này ai vứt cho mình cái ngọc bội kháng lôi 24 sinh lực cao chi vậy ta? Đó vậy. Con kia quất nhầm cho mình nè. Phẩm chất xấu. Cái này cần phẩm chất xấu. Ở đâu? Cái ngọc bội này cần phẩm chất xấu. Đồ xém tới nữa mình to rồi em. Vãi lên. Có một chút xấu luôn em. Thôi. Hai đại. Không dám cho thiếu. Má phải rồi. Liều mạng vãi. Phẩm chất xấu là 3 đại nè em ơi. Cho nó nhanh nè. Đồ tốn phôi. Auto 3 đại nè em ơi. Nội lực dòng mộ nè. Phẩm chất xấu lấy 3 đại auto. Phòng chống xấu tùy đồ nữa, coi tùy đồ nữa.
mới đầu này lấy hai đại này, mới đầu này lấy hai đại này, sinh lực 159 lấy hai đại lên này, cũng có thể một đại một tiểu lên rồi, nhưng mà không, mình chơi chắc cái kèo đi, mới không đi tìm phôi. Đâu rồi, chắc xấu nữa, ok, tiếp tục này. Ôi ức, ok, lấy này, nội lực 157 này. Hình tinh 1 này, đây 1 này. Đưa là tôi 10 thì từ 5 phát viên đại. 1 đại này, 2 đại này. Không, rồi, thì để tôi... Ok, 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 ok. Ok, ok, rồi, thế nào? Ép sao anh, ép ok. À, đúng rồi, ngồi bộ cho mình. Cái này đúng rồi, ngồi bộ cho mình anh em à. Ờ, nãy khai mở ra, đúng rồi, đúng rồi. Ta tưởng ông nào đưa mình cái ngọc bội này, áo vải liền. Ok, anh em cắt vô ra, đỡ lộn. Rồi. Còn chút máy đây. Xấu, xấu, ôi, auto xấu nè em ơi. Nói chung là xấu là đủ nha nè. Nè, tăng mức nỗ lực phòng chất xấu nhỏ lên. Ok rồi đấy, đặt chúng rồi. Tao giờ phải cần một cái nỗ lực nè. Hai nè. Ba nỗ lực đủ nha nè. Rồi, tiếp tục. Hai phút dừng lại. Quăng dùm anh tiếp. Rồi, một, hai, ba, ba cái cuối. Ba cái cuối nha nè, ba cái cuối nha nè em ơi. Bởi delay nè em ơi, delay á. À, quang ơi, quang thủy tiên, quang ơi. Rút này, rút tiếp tục này. Lấy này. Còn 5 đến 10 viên không? 115, 136. 136, ok. Cho 136 này. Hiện tinh 1, 2 đại nha nào. Còn 1 viên. Phòng chất xấu được nha, phòng chất 5 là xịt. Nhỏ lắm anh em ơi, nhỏ quá. Tại cho anh bán anh mấy viên, và anh 5 viên nữa, 10 viên tại. Giá trị em lên rồi mà anh Thanh Đào ơi. Rồi xong phòng chống 5 luôn. Anh cứt luôn rồi. Má mất một cái. Sốp luôn. Hiểu rồi. Thôi ba đại ra chắc nè. Má cái xấu. Cái xấu hai đại rớt nè em thấy rồi chưa. Rớt rồi. Tiếp tục nè. Là thiếu điểm tống kim rồi nè. Tốc độ di chuyển 40 em sao anh em mà. Tốc điểm di chuyển 40 dòng 1 á. Rút 4 đại. Đập 4 đại là lên thôi. Nhiều khi đập nó ra có 36 và 7. Đó, đó, nhân phẩm thôi anh ơi, nhân phẩm thôi. Chứ ơi, ba đại mà còn rớt 4. Thôi á, đúng nhỏ em luôn nè. Em viên em đi đập giày rồi, em chưa mẹ giày rồi. Trời ơi, anh em thấy chưa, cái pha như rồi, áo thiệt sự. Mình đã sợ rớt mình thêm 3 cục bình đại, 3 bình đại, phòng chất 4. Thôi, không hiểu. Mình đúng là khá nhỏ rồi em ơi, đúng quá nhỏ luôn nè. Không thể hiểu được. Hai phú dân đại á thì nó có thể lên 56 rồi, 56 rồi đó, thì lợi lên 6 được 3 cục, 51 cục rồi thì mình sợ rớt mình thêm 3 phú dân đại rớt luôn. Vãi lên. 3 đại rớt 4, vãi lên thiệt, thiệt không hiểu được. Đờ mờ thiệt em vãi ảo tung cháo liền em. 3 đại còn rớt 4 nữa thì cũng tịch là em nào biết đường nào nữa nói rồi. Vãi thiệt. Thôi thua. Trời ơi, ba đại còn rớt 4 nữa, bó tay luôn rồi. Một đại auto 6 hả? Trời ơi, nãy một đại rớt 5 rồi, Hải Hoàng ơi. Một đại rớt 5 rồi, xong rồi hai đại cũng rớt 5. Rồi ba đại rớt 4. Cái này rớt 4 nữa, thua luôn. Xấu, đó, trời ơi, chán gừa gốm. Tự nhiên ra cái 4 chi vậy trời. Thôi cái 4 này bắn sốt luôn nè, đỡ ngứa mắt nè. Đợi ngứa mắt. Ok, bây giờ Khải tiếp tục đi tìm anh em ơi, không đủ điểm rồi. À, nhỏ thiệt sự. Phòng chốc 4 dài dài. Rửa tay đi, ốp hả? Ok, đỡ đi, thiếu điểm luôn rồi. Không có điểm thông kim luôn nè. Kênh thiệt sự nè. Để cho coi thử ngày 10 có điểm không. À, tầm này điểm thông kim mua không ra luôn nè. Đói điểm thông kim đến cái mức mà mua nên trong 3 mà không có được mà bán luôn nè. Ok, có được một cục là hiện rồi. Ok, xịt hai cái đúng không? Rồi. Tiếp tục giờ Khải sẽ đi tìm cái nội lực dòng 2, dòng nội lực dòng 1. Nhỏ vậy đấy. Nội lực dòng 1 đây, có một cái luôn. Tiếp tục. Áo thiệt sự nè. Sao không để cái sâu anh? Cái sâu là vẫn cần phòng chất xấu em ơi. Hai cái nhẫn có phòng chất xấu hết. Ok, có luôn, hai món luôn, đẹp luôn. Đẹp. Có luôn nè, hai món con luôn.
Này đang đập nhẫn hồng kia, đập nhẫn ăn ban nha em. Hiện tại Khả đang đập nhẫn ăn ban nha em ơi. Đập nhẫn ăn ban kháng hỏi cho mọi người. Này Khả đập thành công hai món rồi, mà hai món nhỏ quá. Món 15 chung rồi món ngọc bội chung. Qua phường tường ép đi, đừng ép. Đừng ép tương dương, ok. Ép làm gì đâu nè. Mai cục này vứt số nè em ơi. Này tốn một viên thì tinh nhanh không, quên một viên hiền tinh nhanh không. Rồi tiếp tục. Nhỏ quá, nhỏ quá. Nhỏ vậy đấy. Ok, tiếp tục hãy đi phường tường đi, không có đếp phường gì nữa. Xịt dầu thơm trước khi úp nhẫn. Ok Vũ Hoàng ơi, hello người anh em. Lấy nè. Cái này thì nội lực 160. Lực 160 thì Khải bỏ 2 đại thôi nè. Thì bỏ 2 đại thôi. Khải nghĩ là lên phần chất xấu rồi. Đó, lực 160. 2 đại. Số nhỏ chứ ảo gì, đúng rồi. 5, ok 5 cũng được. Trời, trời 5 xịt luôn. Đậu xanh nhỏ dưới ta. 5 xịt em à, chỉ được 6 mới được xài. Rồi xong shop luôn cái em à luôn. Shop cho được ghét. Shop cho được ghét. Kiểu này mình chơi 2 đại 2 tiểu đây nè. Mình đi mua 2 tiểu. Đậu xanh 160. F2 đại cũng phong chức 5. Đậu lòn tụi cháu thì. Rồi giờ chơi 2 đại 2 tiểu. Chỗ nào cũng đen rồi em ơi. 25x2 thì vui hơn tất Khải nhỉ. Chọn hai cái nhẫn nữa em ơi, anh em đừng có mong 25 anh em. Anh em đừng có mong 25 anh em. Anh em mong 29-30 nè. 9-30 cho nó đẹp nè. Anh em cứ mong 25 không mà chết Khải rồi. Anh em cứ mong 25 không thì nó ra 25 nữa. Anh em thấy nhỏ chưa? Anh em cứ mong ra 25 hết mà làm gì. Tiếp tục nè. Trời anh em nữa. Thôi xong rồi. Đi rửa tay bán sốc luôn. Cày quá cày. Phôi nỗ lực tìm không ra này. Ngồi gồng hồi đá trong giờ. Ba đại cũng rất đồ xanh. Mình nhìn Khải vừa like vừa đầu tư gạt. Xem kích thích hơn mấy thằng chơi khác. Ok anh cảm ơn ơi. Cảm ơn anh ơi. Hai Khải vui chứng mong 25 chi. Nói chung là đen rồi. Đi rửa tay nữa hả. Đen quá. Nhỏ quá. Thắng nhờ của em bạn. Em sốt rồi em ơi. Sốt rồi. Ép gì đâu. Hãy nên đi tìm phôi nào. À tầm này đi tìm phôi. Tìm phôi nội lực dòng 1 em. Nội lực dòng 1 và kháng hỏi dòng 2. Sẵn tiện đi tìm dòng kháng hỏi dòng 2 luôn em. Nội lực dòng 1, kháng hỏi dòng 2 nha em. Tìm 6 cục kháng hỏi dòng 2. Hẹn chơi người tâm linh. Adder Ho chào Khải này. Không biết sao mà mình nhỏ quá đen rồi em ơi. Khải đang tìm cái kháng hỏi dòng 2 và kèm với nội lực dòng 1 nha em. Khải tìm mọi thứ số kháng hỏi thì 2 cái. Còn cái nội lực thì 2 cái nữa thì Khải có thể lên cái nhẫn ngăn băng nha em. Nội lực đâu. Nhỏ quá. Nội lực 93 này, được này. Kháng hỏi 5. Kháng hỏi 15 này, được này. Rồi, tiếp tục này. 30 thì lì xì anh em hả? Ok. Anh em muốn lì xì gì? Nội lực rồi, kháng băng. Đang tìm một cái nội lực nữa anh em ơi. Thử lực mới rồi. Anh em đang xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi anh em ơi. Anh em nào chưa nhấn nút đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha nè. Và nhớ nhấn vào chuông bên cạnh để theo dõi những buổi livestream cũng như là video trên kênh Khải nha nè. Chung là Khải đang lên cái nhận ăn bàn anh em ơi. Mỗi bắt lên thì Khải sẽ làm một video riêng. Anh em có thể gõ và cách hướng dẫn ép ăn ban cũng như là này nọ thì anh em cứ gõ hướng dẫn là ra thôi. Di Khải kèm theo cái comment cuối cùng đó là Di Khải thì có. Sau này anh em có liệu có chơi server này hay chơi server khác, những cái ép đồ hồng kim phái này nọ hay là những ép ăn ban
Nên nói thì em nếu mà chưa hiểu lắm thì cũng có thể gọi anh kênh Khải rồi tìm hiểu nhau thôi nè. Mà Khải nói trước thì mỗi server nó một cái khác nhau nè, chưa chắc cái server này giống server kia. Nên là cái này chỉ video này chỉ là tham khảo của anh em thôi. Anh em thấy ok thì anh em cho một like chia sẻ chơi, còn không thì thôi không sao nha anh em. Còn nãy giờ chưa like á? À? Trời ơi Vũ Phan, Vũ và Vũ ơi là Vũ. Ok, Khải muốn ok, hôm nay Khải sẽ đồ tính ra. Khải chơi luôn hiện tình 2 nè mà, hiện tình 1 hết rồi. Ghét. Lần này phải đầu tư lên hiện tình 2 luôn. Hiện tình 1 này chịt quá. Cắt hiện tình 1 được. Lần này chơi hiện tình 2 luôn. Chơi hiện tình 2 thì nó có khắc bọt tí nào nè. Xem nó có khắc bọt tí nào nha. Ok. Diệp Tương Dương rút lại nè. Diệp Tương Dương rút lại nè. Hôm nay Khải sẽ thêm thêm cho nó lên một tí nè. Đục. 2 đại 2 tiểu vẫn không lên. Thì giờ Khải sẽ lên 3 đại 2 tiểu. Đó ok chưa. Không lên mà nó lên thì đỡ anh em, tính ra xịt hết 4 phát rồi nè. Xịt hết 4 phát rồi. Thì mua foil thì nội lực thì cứ tầm 100 thôi biết sao giờ. Ok vô này. Tinh 2 này, khô máu tinh 2 luôn nè. Ơi, từ từ à, đi mua cục hiện anh em ơi. Còn nghe mươi còn không, đợi hai chút. Đi mua cục hiện, xịt 2 phát này. Cục hiện nè. Ôi, còn đúng một cục luôn, ảo quả người ta. Ai ta cho cái lon lấy cục hiện nè em ơi. Những kiếm này hiếm quá nè em ơi. Huyền nè. À, lúc em động thì có cục huyền không? Lấy cục huyền luôn. Huyền nè. Ok, có một cục huyền nè. Rồi, vô. Lấy luôn tình hang được, một hai nó như nhau thôi, quất luôn. Hiện tại Khải đang có 22 món kim môn phái nè. Và Khải đang ép lên món set đăng bang nè em ơi. Thiếu 2 nhẫn nữa xong nè. Ở video này Khải đang ép vào nhẫn ăn bang hờ họ kháng họ nha mọi người. Ăn bang kháng họ nha. Nỗ lực nè. Tinh 2 nè. Hiện 1 nè. Khô máu luôn. 3 đại. Thêm 3 đại 2 tiểu thử nó có rớt nữa không nè. Mình khô máu thì nó có rớt nữa không nè. Rớt 5 là rớt 5. 6 thì mới đủ tiêu chuẩn nè. Trời ơi. Cái gì trời, đủ toàn năng không trời, chết mình rồi. Thôi thôi thôi, chịu ơi. Đủ xanh cái gì mà đen dữ người ta. Chút nữa. Trời ơi, đủ xanh. Hút mấy phôi toàn xịt luôn anh em. Nè anh em nữa nè, bắn số cái đó làm gì. Trời ơi, chịu ơi. Số mình nhỏ rồi anh em ơi, kiểu này chắc độ mình đập cái nào chắc cũng không lên nổi. Ờ, quyết chơi thiếu lâm rồi, thích chơi xe ơi. Trời ơi, ảo dữ người ta. Ảo tung chảo luôn anh em. Phôi thì cũng 100 đâu biết đâu nè. Trời đất, chịu luôn rồi. Lấy phúc duyên à. Đầu đầu chịu. Má đen vãi cả đáy. Đen vãi cả nồi luôn. Vãi thiệt luôn nè. Đồ đã thêm sợ rớt mà vẫn cứ rớt là rớt. Hiện tình 2 này chứ. Đồ ảo thiệt sự luôn nè. Không thể hiểu được. À, 3 đại 2 tiểu tiếp tục nè. Còn thì nó rớt nữa. Ảo vãi lên luôn. Hay đủ lên rồi. Ok lên rồi. Ok tiếp tục đi tìm cái voi nữa. Khổ quá bà con ơi. Anh em đang xem cho cả một live chơi nè mày, thiệt anh em đủ khổ quá. Tìm cái voi nỗ lực là chua đầu em không lên. Trời khác ép đi. Ok anh em được hãy lên voi hết ngay. Nói chung mạch chính cũng được nè, mạch chính có may mắn này nọ thì đây 82. Rồi còn cái nào cao hơn không? Áo quá, áo quá. Quá xuất sắc, quá áo. Bao tay, nón. Bắt đầu, bao tay 5 vạn á. Mình chơi bao tay 5 vạn thêm. Mình chơi bao tay 5 vạn nè. Mình đi mua tiếp một cái cục hiện 1 nữa. Chơi bao tay 5 vạn luôn. Cạn lời luôn, hết đường luôn nè. Biết nói sao luôn. Rồi tiếp tục là ba đại 2 tiểu tiếp. Đồ ép của đó vẫn xịt. Thêm 3-4 đại luôn đi. Ngứa ra. Thêm 4 đại luôn đi. Tiểu kiểu này chắc mới thay số 5 nè. Rồi về Tương Dương. Đồ tính là khó gớm nha. Đầu chua đầu đơn giản không nè. Rồi vô. Lấy này. Phôi 70 này. Hiện tinh ẩn hiện 1 này. Hiện tinh 2 này. Lần này chơi 4 đại luôn. Phôi này hơi thấp nè. 4 đại nó cũng dư thêm một chút thôi. Thiện cơ thêm 2 bình tiểu thôi. Vô.
Ở đây là nhiều. 6. Ừ, được đấy. 6 là được rồi. Tiếp tục này, giờ đến đi tìm phôi kháng hỏ hiện 2 nha mọi người. Tìm phôi kháng hỏ hiện 2. Ta chỉ cần 6 duyên hiện tình 2. Rồi, phôi kháng hỏ hiện 2 nha anh em. Anh em đang xem này đỡ làm like chơi nha. Nói chung là thành công thì hay không thì chưa biết được. Tính ra giai đoạn rút vừa rồi rất liên tục ấy, phúc duyên mất nhiều. Kháng hỏ hiện 2 này đó. Kháng hỏ thì nhiều, kháng hỏ hiện 2 nhiều. Truyền thiết khải nhỏ 17 này, còn bán bốn mấy dạng dưới căn hiểu ta. Ok, cứ mua đi, bốn mấy dạng này. Hai cái nữa nè. Ẩn hai anh ơi, ẩn hai anh ơi. Phù dung ẩn hai anh ơi, phù dung ẩn hai anh ơi. Em nghiên cứu rồi mà. À nãy này mua cục này nhầm rồi. Nãy mua cục này nhầm rồi. Mua cục thủy mua đúng rồi nè. Không có nên sau này ép đồ khác. Được, Khải đi mua cục thủy. Ép đồ phòng thủ nè. Này nãy em mua nhầm rồi. Ok, được, Khải đi mua 6 cục thủy nè. 6 cục ẩn hai thủy. Đây em lấy em đọc mua. Em đọc Khải còn nhiều điểm mà Khải quên. Thủy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok man. Rồi à, đi ép trước này mà khỏi chặt rừng ấy ạ. Ấn 2 vậy nè. 1, 2, 3. Rồi. Rồi cứ dứt hiện tình 2 luôn. Hiện tình 2 luôn. Này rút ra phòng chọc máy này. Tận dụng trung tâm. Khải sẽ rút theo công thức này rút 2 đại 2 tiểu. 2 đại 2 tiểu hiện tình 2 nó ra nổi phòng chọc máy này. Nó cần phòng chọc 4 à. Phòng chọc 4 này là đơn giản nè. Phòng chọc 4 này hiện tình 1 là lên rồi. Đây đây đây, cắt hiện tình 2 vô. Cắt tình 2 vô. Phòng chọc 4 này thì 2 tiểu. 2 tiểu là lên phòng chọc 4 rồi nè. Cứ 2 tiểu là phòng chọc 4 rồi. Hiện tình 1 đâu. Đây. Giờ đến thời gian của hiện tình 1 ra chiêu. Phòng chọc 4 rồi nè. 4 thì hiện tình 1 của dương tiểu là lên nè. Đây, vô sang. Vô sang. Đúng rồi, phòng chọc 4 rồi, nhập. Chọc 4 nè. Từ bình thường phòng chọc 6 mà đi tìm phôi cho cao. Ok nè, dày nè. Tình 1 nè. Thủy dòng 2 nè. 2 tiểu nè. Rồi, cố gắng phòng chọc 4 là xong em ơi. Dứt 6 cục. 1 phòng chọc 4, ok, ok, easy game. Tiếp tục. Phòng chọc 4 là ok thôi. 4-5 là ok thôi. Đó nè. Ý lộn lộn à. 2 tiểu. 4-5 là được em ơi. 4-5 đạt chuẩn rồi. 5. Ok, tiếp tục cái món tiếp theo. Dây chuyền này. Giờ biết dây chuyền nó giờ rút hay là khó rút hơn đồ thường này. Thử nữa này. 12 như nào. Ok, okay, thêm. Ok. Phượng tường, tay nhật. Thêm nhiều quá luôn. Thêm nhiều quá luôn em. Năm luôn, ngon lành. Các bác phượng tường tay phải lầm hai cái phôi nè mày. Anh này không biết là tên gì trong game mà thấy ông nhiệt tình quá. Cảm ơn anh nhiều luôn nha. Chỉ cây tiền thôi, anh này được tên. Cứ chỉ cây tiền thôi. Thêm người anh em. Anh này là xem like Khải nè. Anh ủng hộ này nó cũng ngon á. Ok, được Khải xin một ạc nữa. Mua cái kia đã. Chúc nha. Lóc ạc thứ 5 cho mua phôi á. Không tới giai đoạn nơ 1 á. Không đến giai đoạn 25 nơ 1 nữa. Đồ 25 nữa thiệt thua luôn á nè. Nghĩ sao 15 gia truyền rồi đến ngọc bội vậy. 25 nữa. Giờ nó nhắn 25 nữa thôi. Hết đường, hết phép luôn. Lúc đó là hết phép luôn. Không còn cái phép nào mà sống nữa nổi luôn nè. Không còn cái phép nào nữa luôn nè. Chung là quá đen luôn. Nói chung là lúc đó mà ra 25 cái nhẫn 25 nữa thì bó tay. Hết đường. Hết đường luôn. Phải mua 3 cục thủy dòng 2. Ok. Rồi, 3 cục thủy dòng 2. Ừ, phải 30 chứ nên 25 nữa thua luôn. Hết đường luôn. Rồi, 3 cục nữa nè. Rồi, đi rút phát nữa cho nó khỏe nữa nè. Này, 1 hiện tinh, 1 phút nhiên tiểu rồi lên nè. Giờ 30 AK cũng lấy. Khải cũng đâu xài được.
Đâu anh em, khải xài chứ. Khải thứ 5 mà anh em. Hết bao nhiêu tiểu luôn. Ôi, nút, ảo quá, buồn ấy. Rồi, tiếp tục. Ba cục họ nữa anh em ơi. Ba cục thủy nữa, lấy nè. Kháng họ 15 nè. Tình 1 nè. Hiện 2 thủy nè. Một tiểu nè. Còn chắc 4 năm mà được anh em. Ra thêm cặp nhẫn 25 nữa thì anh là hiền thoại nhân phẩm luôn à. 4, ok, 4 đủ chuẩn rồi. 4 đủ chuẩn rồi. Cứ 4 là đủ chuẩn rồi. Bốn nữa, á à, đù. Sao mấy con viên cuối này toàn 4 không mà ta. Hai tiểu đi. Một tiểu toàn 4 vậy. Kiếm gì anh những thao là ra lại ra 25 đó là tụt khiến áp hả? À? Ít đâu, toàn 4 vậy ta. À, ok, khoảng 4 thôi. Ok, bắt đầu đi ép nha nè. Bắt đầu ép vào thì Khải sẽ 2 thì tinh 2 đài, 2 thì tinh 2 đài và lấy cái số nha nè. Lấy số mạnh nha nè. Khải sẽ chuẩn bị 8 phút viên đại và 8 viên tinh 3. Ờ, 6 phút viên đại và 12 phút viên đại chứ. 12 phút viên đại và 6 phút viên tinh 3. 2, 4, 6, 8. Ok. Và 6 số. 1, 2. Ok. Đi lấy hả? Nó ra 25 là tụt huyết áp à? Được này, chưa biết được em ơi. Này hên xui rồi, biết sao bây giờ. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? Rồi. Đây anh em, cho anh em xem 21 kiểu môn phá này. Đó, bảo tay. À, đào skill chiến nít 2 cấp. Đó. Lên 20, lên 26 cấp luôn nha nè. Đó, skill chiến nít. Vô thương chạm, đại lưng. Rồi, tiếp tục. Nói chung bao tay Khải mua 3.2 triệu. Đại lưng mua 2 triệu thôi nè. Thủy tinh này. Này Khải sẽ ép 1 tử và 1 lam. Tử 1 lam 2 đại. Tự nhảy thành cái đi. Nhảy thành cái cho nó bay cái mận, bay cái vận xuôi đi. Mấy vòng xuôi đi. Rồi, như lại. 30 đó nè, cố gắng 30 không biết là lên mảnh hay không nè. Lên mảnh hết là được nè. Đồ phổ nè. À, Khải sẽ cho cái tuần mười mảnh đầu tiên. Đồ tính ra hiện 1 tuần 6 rồi nè. Rồi. Cái 2. Cho 4 nè. Phổ nè, giới chỉ nè. Mảnh 1 nè. Một tử này, một lam này, thao viên đại nha nè. Nhìn tin 3. Ok chưa? Hello Zinino nha, hello Nam. Ra mạnh ghép mà nó xịt chắc xỉu ngang luôn hả Khải nha. Cái này em nghĩ tỷ lệ xịt chắc 80-90 lên nhá. Lên là 80-90 rồi, xịt thì nó chỉ còn nằm trong cái giai đoạn xịt thì nó hơi thấp thôi. Xịt thì khoảng 20-15 thôi. Rồi tiếp tục em ơi, lên mảnh 1 nha Nam. Thành công mảnh 1 nha, tiếp tục rồi nè. Cứ theo công thức cũ mà mình đi thôi. Rồi. Phổ này. Mảnh 2 này. Một tử, một lam, hai đại. Đó, nói chung là Khải vừa ép vừa trải nghiệm. Anh em nào mà thấy hay thì cứ đỡ lại một like chia sẻ. Rồi anh em có thể chơi server khác anh em trải nghiệm thôi. Mình thì mình vừa lần đầu tiên mình khám nó là nhiều cái nó cũng chưa chắc ăn anh em ạ. À, thành công hai cái anh em à, thành công hai cái là nhảy thành cái anh em, nhảy thành cái đi đi rửa cái vận xui tùm lum tùm lưa cho nó cái đó, đi thành khác đây đó. đứng cho nó bay cái đồ đó, quay lại lấy lại. Tương Dương năm, Tương Dương hai mảnh rồi anh em ơi, hai mảnh rồi anh em ơi, anh em nào không mạnh thứ ba không người ơi. Mảnh 3, mảnh 4 nữa em ơi, còn 4 mảnh nữa nè. 4 mảnh nữa thì Khải sẽ chuẩn bị tiếp tục phục viên. Cố gắng thành công nè em ơi, cố gắng thành công ở nhẫn đi nè em ơi. Phổ nè. Mảnh 3 nè. Mảnh 4 nè. 5 nè. 2 đại nè. Mảnh 3 nè, ok chưa? Cố gắng nha em.
làm bộ 25, kháng 25, 200 đời mới nữa. Khó vậy mà làm được không nè. Rồi lên ơi, Vũ Quang ơi, xịt hoài đâu mà xịt cứ chù éo xịt hoài vậy. Lên nha, không xịt nha, cứ chù éo xịt hoài. Anh em phải mạnh mẽ lên thì nó mới lên nè. Anh em đừng có bảo xịt là nó xịt nè. Anh em phải lên khái đó thì nó mới lên. Rồi tiếp tục mạnh số 4 nè em ơi, cũng là một tử, một lam và hai đại môn tinh ba. Ok à, không có ra 20 đâu anh ơi, nó minh nhất là 25 rồi anh ơi, minh nhất là 25 rồi. Ok, thành công hai tử này. Ok, tiếp tục nè em ơi, bốn mạnh rồi em ơi. Ok, mong lên mà mong 25 thì toan rồi, mong lên mà mong 25 là chịu rồi. Lên bạn ơi, mình đang chơi Super Zin này. Ok anh em à, tiếp tục anh em ơi, còn hai mảnh nữa thôi. Nếu mà thành công thì Khải sẽ có một nhẫn ăn ban hờ hỏa mảnh nào anh em ơi, cố gắng giùm Khải anh em ơi. Lên nào bà con ơi, anh em đang xem cho một like chia sẻ chơi anh em ơi. Ok, lên mình em luôn em ơi, thành công rồi. Mình này đứng vô luôn, thành công rồi. Thì là thành công đến 100% rồi nè. Thì là thành công 100%, mấy cái nhẫn dở lên nha nè. Còn mấy cái khó quá, mấy cái giao chuyện thiệt rất té tua tao tả luôn. Cố lên giùm em phát này để em có cái nhẫn này. Rồi, ok. Đi ép nhẫn rồi em ơi. Làm ăn. Ra nhẫn rồi. Hello Hải Hoàng em ơi. Tao đang xuyên khải của tao ạ. Toàn 25 thế chất 30 thật. Cố lên bạn ơi. Ok anh em ơi. Rồi. Nói chung là nãy giờ đen rồi em ơi. 1 giây 15. Mất 3 triệu 6. 1 ngọc bội 25. Mất khoảng gần 500k. Xịt. Rồi tiếp tục đến cái tiếp theo. Anh em cùng chờ nhân phẩm xem thử ra bao nhiêu. Chúng ta là mình cũng không rõ lắm anh em ơi, cái này hình xui lắm. Ta có đủ mạnh hộp trang bị thành, ok. Bây giờ phải bỏ nhanh luôn anh em ơi, thì không suy nghĩ anh em ơi, nữa anh em lại 25 nữa, nghĩa dương 30 này, thành đào mình dạng đón cặp nhẫn 25, nờ double cặp nhẫn 25, chúc mừng bà đéo thành công 25. Đào Hiếu 25 đồng lượng 130. Đứng lên ngồi xuống 3 lần rồi mở hả? Đứng lên ngồi xuống 3 lần rồi mở. Ok. Ê, chết rồi, mình mới đi ngang qua. Anh em thấy màu số chưa nè? Mình mới đi ngang qua cái nhẫn luôn á. Mình mới ngắn chuột qua cái nhẫn luôn nè. Anh em thấy số chưa nè? Hồi nãy cũng cắn may mắn rồi nè. 15 rồi nè, 25 rồi nè em ơi. Nãy cũng cắn may mắn rồi. Cắn may mắn vô 30-200. Thủ 30-200. Nhiều lời nè. Ui. Ah shit. À, đó phải giải chứ. Đó, 30 nè em à. Hàng đẹp. Đó, nó phải giải chứ. Nó phải vậy chứ. Trời ơi. Nó phải vậy chứ nè em. Đó, ok luôn. Đó nè, anh em nè, anh em thấy không? Chúc 30, nó, anh em cứ 25 không mà. Quá đẹp anh em ơi. Quá tuyệt vời, tiếp tục lên cái nhận khăn băng nha nè. Tiếp tục lên nhận khăn băng anh em xem nha. Tiếp tục là nhận khám anh em 25 cho anh em nha. Ôi trời ơi thầy, 25 giờ cái này 30, cái sau 30 đó là ok anh em à. Ôi quá đẹp ơi, 30 anh em ơi. Trời ơi đen quá, cái này cuối cùng nó cũng mất. Ôi cảm ơn những người anh em, chúng ta đã gần đủ một món anh em ơi. Gần đủ 1 món nè anh em. Rồi, vô ngay. Gần đủ 1 set chứ. Gần đủ 1 set nha anh em. Gia truyền 15 à, ngọc bòi 25, nhẫn 30. Giờ kiếm khăn băng 30 nữa nó mới đọc hàng. Giờ khăn đăng 30 nữa hoặc hàng. Khăn băng 30 nữa hoặc hàng. Hello 26 cái mình nha, hello bạn ơi. Hello anh em. Nội lực của bác quá không vấn đề đâu, khăn là đẹp rồi anh em. Thầy ông nội đồ Khải rồi.
đang lên làm luôn, đúng rồi. Hiện tại bây giờ Khải sẽ tiếp tục ép cái nhẫn khăn băng tiếp tục nha anh em. Khải này live phôi ạ. Hôm qua thì Khải mua bao tay này anh em. Đó, bao tay thiếu lâm này 3.2 triệu. Đai lưng này 2 triệu. Đó, và ngày hôm nay thì Khải lên set ăn băng. Tính ra giá trị này hơn 3.5 triệu rồi nè. Ngọc bò này khoảng 400k. Rồi nhẫn này cũng khoảng 400k. Đó. Thì tính ra set này là gần cái ăn bồ ăn băng của Khải gần 4 triệu mấy rồi. Giờ Khải ép nhẫn khăn băng nữa thì sẽ tốn khoảng tầm gần 5 triệu một set ăn băng. Đó. Còn min max thì do nhân phẩm của mình thôi anh em. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi ép cái nhẫn này mình được Khải xem chuẩn bị bao nhiêu 1 2 4 12 viên thủy tinh nữa. Sáu tử và sáu lam rồi sáu lục gì đó cũng được. Sáu tử 12 viên thủy tinh anh em ơi. Ok. Đúng rồi, đồ tím quan trọng cái mắt khác rồi anh em. Còn ăn băng thì đủ là được rồi. Ok, Khải coi bao nhiêu thủy tinh này. Ok, lần này Khải sẽ ép lục. Sáu lục đang có lục nhiều nên nè. Khải sẽ cố gắng lấy thêm ít thủy tinh nữa nha. Rồi. À, Phúc Duyên có phải bị yếu. Rồi hỏi Dương. Anh em ai còn Phúc Duyên đại không bán lại hay để lại giùm 30 bình cho Sơn Z. Ok anh em đang xem video này thì đừng quên kích vào nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo cũng như là video livestream trực tiếp từ kênh của Khải nha anh em ơi. Như Khải cảm ơn em rất nhiều nha. Tiếp tục bây giờ thì sau video này Khải sẽ tiếp tục lên cái nhẫn ăn băng không băng nha anh em.